Tỷ lệ sinh của Hàn Quốc hiện đang ở mức thấp nhất thế giới và tiếp tục suy giảm nghiêm trọng vào năm 2023. 2023년 출생아 수는 23만 명으로 전년보다 số trẻ sơ sinh vào năm 2023 là 230.000, giảm 19.200 hoặc giảm 7,7% so với một năm trước đó. Tổng tỷ suất sinh được ghi nhận là 0,72, giảm 0,06 so với 0,78 của năm trước. Đó là thông báo từ người lãnh đạo cơ quan thống kê Hàn Quốc vào hôm 27 tháng 2. Tỷ lệ sinh thấp hơn nhiều so với tỷ lệ cần thiết cho dân số ổn định là 2,1 con cho mỗi phụ nữ và thấp hơn nhiều so với tỷ lệ 1,24 vào năm 2015 khi những lo ngại về các vấn đề như chi phí nhà ở và giáo dục còn chưa bức bối như ngày nay. Các chuyên gia cho biết các lo ngại về thăng tiến trong sự nghiệp và chi phí tài chính nuôi con đã khiến phụ nữ Hàn Quốc quyết định trì hoãn việc sinh con hoặc không sinh con. Kết hôn được coi là điều kiện tiên quyết để có con ở Hàn Quốc, nhưng tỷ lệ kết hôn cũng đang giảm sút. Nhân viên văn phòng Kim Seo-ki cho biết cô cũng lo lắng về việc cân bằng công việc với gia đình. Chắc chắn sẽ có trường hợp con tôi bị ốm và tôi phải nghỉ phép để chăm sóc. Nhưng với môi trường làm việc hiện nay, phụ nữ không thể cứ rời khỏi nơi làm việc bất cứ khi nào họ muốn chăm sóc con ốm, vì điều này có thể gây cản trở cho sự nghiệp của họ. Vì vậy, tôi nghĩ đây là lý do lớn nhất khiến những người trẻ tuổi không có con. Các số liệu này được đưa ra trong bối cảnh chính phủ Hàn Quốc đã chi hơn 270 tỷ đô la Mỹ cho các lĩnh vực như trợ cấp chăm sóc trẻ em kể từ năm 2006 nhằm cố gắng đảo ngược xu hướng khiến dân số giảm năm thứ tư liên tiếp vào năm 2023. Cuộc khủng hoảng nhân khẩu học của Hàn Quốc đã trở thành rủi ro hàng đầu đối với tăng trưởng kinh tế và hệ thống phúc lợi xã hội khi dân số 51 triệu người của nước này có nguy cơ giảm một nửa vào cuối thế kỷ 21. Hàn Quốc trước đó đã dự đoán tỷ lệ sinh của mình có thể giảm thêm xuống còn 0,68 vào năm 2024. Trước cuộc bầu cử vào tháng 4, các đảng chính trị lớn của Hàn Quốc cam kết sẽ có thêm nhà ở và các khoản vay dễ dàng hơn để khuyến khích sinh con, nhằm xoa dịu nỗi lo về sự tuyệt chủng quốc gia khi tỷ lệ sinh giảm. Hàn Quốc không phải là quốc gia duy nhất trong khu vực đang phải vật lộn với tình trạng dân số già đi nhanh chóng. Nước láng giềng Nhật Bản hôm 27 tháng 2 cho biết số trẻ sinh vào năm 2023 đã giảm năm thứ 8 liên tiếp xuống mức thấp kỷ lục mới. Tỷ lệ sinh của Nhật Bản chạm mức thấp kỷ lục là 1,26 vào năm 2022, trong khi Trung Quốc cũng ghi nhận mức thấp kỷ lục là 1,09. Hãy bấm đăng ký kênh Điểm Nóng Toàn Cầu và nhấn nút chuông để dòng thời sự thế giới luôn sôi động trên màn hình của bạn. Điểm Nóng Toàn Cầu, video mới nhất về thời sự thế giới từ báo Thanh Niên.